Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tăng 0,3 đô la Mỹ lên 1.780,7 đô la Mỹ một ao. Giá vàng tương lai giao tháng 9 trên sàn Comex giảm 0,6 đô la Mỹ xuống 1.780 đô la Mỹ một ao. Quy đổi sang Việt Nam đồng đã tính thuế phí gia công đang ở mức 49,74 triệu đồng một lượng. Mức giá này đưa chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới rơi vào khoảng 7,3 triệu đồng một lượng. Theo khảo sát tại Kiko, vàng có xu hướng tăng nhẹ theo báo cáo hàng tuần. Tuy nhiên, mặt hàng kim loại quý này được dự báo vẫn khó có thể bứt phá khi không thể vượt qua ngưỡng cản 1.800 đô la Mỹ một ao. Thị trường vàng trong nước cũng đang không mấy sôi động, tranh lệch giữa mua và bán cũng đang giữ ở mức khá lớn. Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC, sau tháng đầu năm Nhật Bản nhập khẩu hạt điều đạt 33,17 triệu đô la Mỹ, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó Nhật Bản giảm mạnh nhập khẩu hạt điều từ Ấn Độ với mức giảm 22,8%. Ngược lại, Nhật Bản đang tăng nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam với mức tăng 4,5%, đạt 12,92 triệu đô la Mỹ thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Nhật Bản chiếm 38,97% trong những tháng đầu năm, cao hơn so với mức 33% cùng kỳ năm 2020. Như vậy, có thể thấy người tiêu dùng Nhật Bản có xu hướng chuyển dần từ tiêu thụ hạt điều Ấn Độ sang hạt điều Việt Nam. Bộ Công Thương vừa mới ban hành quyết định số 1975 về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Malaysia. Bộ Công Thương bắt đầu điều tra vụ việc vào ngày 24 tháng 8 năm 2020, xem xét và đánh giá kỹ lưỡng mức độ bán phá giá của các sản phẩm thép hình chữ H nhập khẩu từ Malaysia, thiệt hại của ngành sản xuất trong nước, cũng như đánh giá tác động kinh tế xã hội, gồm cả tác động tới ngành sản xuất hạ nguồn và người tiêu dùng. Trước đó sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc đã bị áp dụng thuế chống bán phá giá từ năm 2017. Trong các tháng đầu năm qua, nhập khẩu cao su của hầu hết các thị trường lớn trên thế giới đều tăng so với cùng kỳ năm 2020, trong đó tăng mạnh nhất là khối thị trường Liên minh châu Âu EU, Malaysia, Ấn Độ. Đáng chú ý hơn, nhập khẩu cao su từ Việt Nam của các thị trường này đều tăng so với cùng kỳ năm 2020. Bộ Công Thương nhận định, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng nhờ nhu cầu từ Trung Quốc, thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam với lợi thế về vị trí địa lý và là thị trường truyền thống. Đồng thời, giá cao su cũng ở mức cao so với cùng kỳ năm 2020. Hiện giá xuất khẩu cao su bình quân 7 tháng của nước ta đã đạt 1.677,4 Mỹ một tấn, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tiếp tục gặp nhiều hạn chế do dịch COVID-19 trong nước vẫn đang diễn biến phức tạp. Trong khi đó, tình trạng ùn ứ tại các cảng biển phía Nam cùng giá cước tàu biển vẫn duy trì ở mức cao vẫn sẽ là trở ngại đối với xuất khẩu hạt tiêu sang Mỹ và châu Âu. Ngoài ra, Trung Quốc tăng kiểm tra và khử trùng phòng dịch đối với hàng hóa nhập khẩu do lo ngại dịch bệnh cũng có thể ảnh hưởng tới xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang thị trường này với nhiều hạn chế tồn tại. Hiện đã quá nửa tháng 8, nhưng lượng tiêu xuất khẩu mới chỉ bằng 1 phần 3 so với tháng 7. Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu trong nửa đầu tháng 8 chỉ đạt gần 8.450 tấn tiêu các loại, với giá trị kim ngạch trên 31,5 triệu đô la Mỹ. Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 40.000 tấn bơ, chủ yếu bơ bút, bơ hát, đang bước vào thời điểm thu hoạch. Tuy nhiên, giá bơ hiện xuống thấp, đầu ra bị tắc nghẽn. Giá bơ truyền thống năm nay chỉ có 2.000 đồng một kg mà vẫn không bán được. Còn đối với bơ bút và bơ hát, dự kiến giá sẽ thấp xoay quanh mốc 10.000 đồng một kg, trong khi trước đó loại bơ này từng đạt mức 100.000 đồng một kg. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắc đã ban hành hai phương án tiêu thụ. Khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, thì 80% sản lượng bơ tiêu thụ trong nước, 20% xuất khẩu. Còn đối với trường hợp dịch bệnh quá phức tạp sẽ tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ tiêu thụ 90% sản lượng bơ trong nước, 10% xuất khẩu. Tuy nhiên thực tế việc xuất khẩu bơ không mấy khả quan vì quả bơ rất dễ hư hỏng, lại chưa được xuất khẩu chính ngạch nên khó khăn. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP vừa ký công văn gửi lãnh đạo các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long về việc xem xét ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản. Theo VASEP, việc ngừng trệ sản xuất tại các nhà máy chế biến thủy sản sẽ tác động tiêu cực đến doanh nghiệp và người nuôi trồng thủy sản ở cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, kéo theo nguy cơ mất khách hàng nhập khẩu, đứt gãy nguồn lực lao động, thiếu hụt nguyên liệu và sẽ rất khó khăn cho việc hồi phục sản xuất hiện số lao động trong các nhà máy chế biến và xuất khẩu thủy sản tại một số tỉnh như Hậu Giang có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 còn rất thấp. Manpower Group Việt Nam và Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ Việc làm, Cục Việc làm, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã công bố kết quả khảo sát về nhu cầu tuyển dụng theo đó 40% doanh nghiệp dự kiến tăng tuyển dụng trong vòng 3 tháng tới, hơn 24% doanh nghiệp dự kiến tăng tuyển dụng trong 6 tháng tới, tập trung ở các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất và chế biến chế tạo, bán sỉ, bán lẻ và thương mại, công nghệ thông tin, giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó để bảo đảm an toàn cho người lao động và duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch. 25% doanh nghiệp áp dụng làm việc toàn thời gian, 41% doanh nghiệp sẽ áp dụng đồng thời cả hai hình thức làm việc ở văn phòng và làm việc từ xa, 22% lựa chọn bố trí các ca làm việc linh hoạt, khoảng 9% doanh nghiệp dự định cho người lao động làm ngoài công sở. Số liệu thống kê mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Đông Nam Á AAF cho biết, Tổng lượng xe tiêu thụ của 7 thành viên trong hiệp hội gồm Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Philippines, Myanmar, Indonesia, Malaysia trong nửa đầu năm là gần 1,4 triệu xe ô tô các loại, tăng 41,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Thái Lan là thị trường tiêu thụ ô tô lớn nhất khu vực với mức tăng trưởng trên 30% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp đó là Indonesia và Malaysia. Thị trường ô tô Việt Nam đứng thứ tư với mức tiêu thụ trên 150.400 xe, bao gồm cả khung chassis xe buýt, trong nửa đầu năm 2021. Tuy nhiên, số liệu AAF cập nhật từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam chưa bao gồm doanh số bán ô tô của VinFast và Hyundai. Nếu cộng dồn số liệu bán hàng của cả hai thương hiệu này, thị trường Việt Nam đã tiêu thụ trên 200.000 xe ô tô các loại.